Đương nhiên anh chàng đẹp trai tóc xoăn như cải sấy này mà khinh thường. Chỉ cần đập tiền vào mặt anh ta, cho dù là chuyện gì anh ta cũng có thể làm, bắt cóc chủ tịch nước Trung Quốc hay là việc khắp Diêm Hoa hậu anh ta cũng làm. Việc được giao phó anh ta xử lý nhanh nhạy, không một dấu vết còn sót lại, đã tạo nên danh tiếng như bây giờ. Thậm chí là việc thả vài con nòng nọc vào vợ của người anh thân tín của mình cũng thuận lợi. Với tài năng lãnh đạo xuất chúng của mình, chẳng mấy chốc anh đã xoán ngôi vị chủ tịch của một bang đảng và ngồi vào vị trí đó mà không tốn một đồng cắc nào. Vậy anh chàng đó là ai mà lại có tài năng vạn người muốn như vậy? Hãy cùng mình xem hết bộ phim hách não này nhé. Anh chàng này tên là Li Hoan, trước đây anh là một vận động viên ném bóng chày thiên tài, không một đối thủ nào có thể vượt mặt được anh. Chiến thắng thế giới với vô số giải thưởng, nhưng một lần anh bị chấn thương nặng nên sự nghiệp tụt dốc không phanh. Dòng đời xô đẩy anh xin vào làm việc cho đội cá cược dàn xếp tỷ số để kiếm đồng tiền tiêu Tết. Và một hôm sau khi một trận bóng kết thúc, anh đi ra phía sau sân đài để chuẩn bị chia tiền hoa hồng cho anh em. Không ngờ lần này ông chủ sới bạc nổi lòng tham chia cho anh rất ít. Anh rất bực bội nhưng vì miếng cơm manh áo nên đành phải ngậm đắng nuốt cay nhận số tiền ít ỏi này. Ngay lúc đó, một nhóm cảnh sát bao vây Li Hoan, anh liền giả làm người qua đường để tẩu thoát, nhưng số phận an bài cảnh sát vẫn kịp bắt anh lại. Không chỉ tịch thu tất cả số tiền của mọi người, cảnh sát còn niêm phong luôn cả sới casino đến từ châu Âu. Bị cất mất cái Tết đong đầy của anh, giờ đây anh không một xu dính túi. Vì không cam lòng, anh liều mình tìm đến một công ty đòi nợ thuê. Thật không ngờ ngày đầu tiên làm việc con nợ dựa vào thế đông người muốn quỵt nợ, vì lưu bạt giang hồ nhiều năm cũng có chút bản lĩnh. Hôm nay anh không suôn sẻ gặp ngay phải đám máu mặt này, anh liền khua chân múa tay cho mỗi thằng một vài cú tát, chẳng mấy chốc tất cả bọn chúng phải nhập viện. Chỉ có điều đáng tiếc là lần này anh không lấy được một đồng cắc nào. Theo pháp luật của Hàn Quốc, anh lại phải trả tiền viện phí cho bọn chúng. Ngay tình thế xui xẻo đó, một giám đốc băng đảng tên là Sang Ha tới. Ông ta là một trùm xã hội đen khét tiếng của vùng này. Vì nghe nói một mình Li Hoan có thể hạ gục cả một đám tay sai đàn em và muốn chiêu mộ nhân tài, vì vậy ông ta muốn thu nạp Li Hoan giao nhập công ty cho vay nặng lãi của mình. Nhưng đầu tiên ông ta muốn thử xem năng lực của cậu ta đến đâu, vì đang thiếu tiền viện phí cho đám cận bá kia nên không còn cách nào đành nghe theo lời của ông trùm. Việc đầu tiên là anh cùng với vài đàn em đi đòi nợ một người máu mặt, đi đòi một số tiền rất lớn đang bị quỵt nợ mang về cho công ty. Không ngờ con nợ lần này lại là một người rất lì lợm. Chỉ nhờ vào sự liều mình và cái tính gan lì của bản thân hắn mà hầu hết mọi người không dám xích mích với hắn ta. Li Hoan vì càng không muốn chuốc họa vào thân, có khi không đòi được tiền mà bản thân còn bị hắn ta cho lên bàn mổ. Ban đầu anh muốn giải quyết ổn thỏa với hắn ta, tuy nhiên càng nhân nhượng với hắn thì hắn ta được đà càng lấn tới. Hắn cầm dao lao thịt lợn muốn đâm chết anh, nhưng anh lấy tay đỡ lại. Anh dùng đầu của mình đập vào đầu hắn khiến đối phương choáng váng, tiện tay cầm con cá đông lạnh chớt hạ vào đầu hắn ta. Cuối cùng con mồi cũng đã chịu thua. Sau khi đòi được nợ, anh mang tiền về trước mặt đại ca Sang Ha. Ông ta có vẻ rất hài lòng, ngay lập tức vứt cho Li Hoan một khoản tiền hoa hồng lớn. Nhưng anh chỉ muốn kiếm tiền để trả cho mấy người trong viện phí, chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc giao nhập băng đảng của Sang Ha. Ngay lập tức anh từ chối lời đề nghị của ông ta. Ông trùm Sang Ha cũng biết Li Hoan không phải là một người tầm thường, khó có thể ép buộc cậu ta nên đã phải nghĩ đến một kế hoạch khác. Ông trùm đánh vào yếu thế của cậu ta, tự tin thái quá không thể nào lấp đầy dạ dày được. Ngoài ra nếu cậu không đồng ý giao nhập băng đảng này, cậu sẽ chết đói. Cái Tết năm 2023 trước mặt trong nhà sẽ không có một cảnh đàn nào. Anh trong lòng giờ đây rất rối bời và lo lắng. Hơn nữa những lời ông trùm nói cũng rất thấm, nên anh đã đồng ý giao nhập băng đảng. Mới đầu khi anh đến làm việc, anh rất nhàn hạ và thảnh thơi. Nhưng trong một lần tình cờ đặt cá cược cá độ hộ đồng nghiệp, anh giúp đồng nghiệp thắng lớn. Hơn nữa cộng thêm việc anh đã từng là vận động viên bóng chày lại thành thạo các thao tác cá độ hơn. Từ đó công ty giao cho anh quản lý một website cá độ thể thao đến từ châu Âu. Từ đó sự nghiệp của anh lên như diều gặp gió. Rất nhanh chóng anh đã có chỗ đứng trong băng đảng, có được sự trọng dụng của giám đốc. Không lâu sau ông trùm Sang Ha có hai nhiệm vụ web cá độ đều giao hết cho anh quản lý. Chẳng mấy chốc sự nghiệp của anh ổn định, có xe sang nhà đẹp, có cả danh tiếng và địa vị xã hội. Tuy anh có tất cả nhưng vẫn thiếu đi một lò khoai xinh tươi. Từ ngày đầu tiên bước chân vào thế giới ngầm, anh đã thầm thích cô gái tiếp rượu ở trong công ty. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Mỹ nhân cũng vậy, khó có thể nào chịu được một củ khoai hấp dẫn của Li Hoan. Nửa gần dâm lâu ngày tạo ma sát cũng cháy. Cháy như thế nào thì các bạn hãy mở bộ phim coi từ phút thứ 32 rồi quay lại đây tiếp. Vì con chim lâu ngày đã được sưởi ấm trở lại, anh đã nở nụ cười ấm áp vì trái tim đã rung động. Một lần trong lúc hai người đi du lịch, thấy một người đàn ông lạ mỉa mai trêu chọc Ưng Sô. Anh vô cùng tức giận, định giơ tay đánh người, nhưng Ưng Sô cô ta đã cản anh ta lại. Hóa ra ông già đó chính là chủ tịch của trụ sở công ty của anh, đồng thời cũng là người giữ chức vị tối cao nhất trong băng đảng. Đối với Li Hoan, lão già này có gì đó rất đặc biệt. Ông ta không chỉ không quan tâm đến việc anh định đánh ông ta, ngược lại ông ta còn hết lòng đề bạt anh lên chức vụ cao hơn. Thời gian nhanh như chó chạy bờ ao, chớp mắt cái đã 3 năm trôi qua. Công ty nhờ có Li Hoan nên đã trở nên thịnh vượng hơn bao giờ hết. Anh giờ đây cũng trở thành nhân vật quyền lực đứng thứ 3 trong băng đảng. Địa vị của anh giờ đây cũng đã gần bằng Sang Ha. Nhưng chính vào lúc này, việc anh dàn xếp tỷ số đã bị mọi người đào bới lại. Điều này khiến công ty chịu nhiều tổn thất về tài chính, việc kinh doanh cũng trở nên khó khăn hơn. Giám đốc Sang Ha lúc đó cũng có một đề phòng với anh hơn.
Sau khi biết Li Hoan có cuộc gặp riêng với chủ tịch thì lại càng hoài nghi hơn, nghi ngờ hai người họ liên kết để loại mình ra khỏi băng đảng. Thế là ngoài mặt, Sang Ha có vẻ muốn giúp anh để giải quyết rắc rối, nhưng cuối cùng anh lấy lại tất cả dự án của Hoan, giao phó cho anh đi thu các khoản nợ giải rắc khác. Việc Hoan nhanh chóng mất địa vị khiến những tên mâu thuẫn với anh trước đây trong băng phái, bọn họ nhân cơ hội gây khó dễ với anh. Từ đó nội bộ trong băng đảng đã bắt đầu lục đục. Mặt khác, vào thời điểm đó, kẻ thù truyền kiếp của băng đảng mệnh danh là lão hổ Tà Kình Ma đã được ra tù. Lúc đầu hổ Kình Ma làm việc cùng với giám đốc Sang Ha và chủ tịch ở công ty, nhưng sau đó bị hai người họ đẩy làm con cờ thế tội bị vào tù, để chủ tịch Han Jae-uk thừa cơ hội lên ngôi vị thừa kế nắm quyền. Mối thù lớn như vậy, sau khi ra tù hắn ta nhất định phải trả bằng được. Vừa ra tù, hắn ngay lập tức kéo một đám đệ tử đập phá xe của chủ tịch giám đốc băng đảng. May mắn là nhóm người của băng đảng kịp thời kéo đến nơi, hai người cấp cao thoát khỏi sự nguy hiểm. Chuyện động trời như vậy là một nỗi ô nhục của băng đảng. Họ phái Li Hoan dẫn đầu cùng một nhóm đàn em thân tín đến xào huyệt của lão hổ Tà Ma Kình. Trong khi đó, vì đã có người yêu là Eun Soo nên Li Hoan không thể liều mạng nữa. Nhưng bởi vì đám đệ tử thân tín của Sang Ha đang ở bên cạnh, nên anh đành phải liều mình một phen. Họ chia ra đi theo làm hai nhóm, đầu tiên đi ngắt nguồn điện, sau đó đánh từ hai phía khiến đối phương không lối thoát. Bắt đầu một cuộc giết chóc điên cuồng trong xào huyệt của hổ Tà Kình. Không thể có một con cá nào thoát khỏi mảnh lưới khi đã bị bao vây. Sau khi đám hỗn loạn được xử lý gần hết, một đệ tử của Sang Ha, người của băng đảng mình, bất ngờ xuất hiện giữa lối đi, túm lấy cổ áo của Hoan. Anh cúi nhìn, trên cơ thể anh ta có một vết thương chí mạng nên hắn ta từ từ gục xuống. Cảnh tượng này đã bị một tên trong nhóm chứng kiến hết. Không may trước đó, tên đàn em đó và Hoan cũng không được hòa thuận, thậm chí ngay trước vụ thảm sát, hai người bọn họ còn phát sinh một cuộc đấu khẩu suýt dùng đến bạo lực. Tất cả những rắc rối này đều đổ tội là Hoan giết người trong băng đảng. Li Hoan khẳng định một mực là không phải anh ta làm. Đại ca Sang Ha tuy rằng có một chút hoài nghi, nhưng vì không chứng kiến sự việc, hơn nữa Li Hoan lại là cánh tay đắc lực nên không lỡ sa thải anh. Chân tướng sự việc vẫn chưa sáng tỏ nên tạm thời chưa qua. Tuy nhiên, mọi việc liên quan bên phía lão hổ Ma Kình vẫn chưa có hồi kết. Lão hổ Kình Ma nhân lúc Sang Ha sơ hở đã bắt anh đến một bí mật và đánh đập và tra tấn tàn bạo. Mặt khác, Li Hoan nhận được từ đàn em thông báo cho anh rằng giám đốc đã bị bắt, bảo anh nhanh chóng cho người đi cứu. Anh một mình tìm đến để đối đầu tay đôi với lão hổ Ma Tà Kình. Rất nhanh cuộc chiến đã diễn ra. Lão hổ Kình thần hình cao to vạm vỡ và vô cùng hung dữ độc ác, ra đòn vô cùng dứt khoát và hiểm ác. Anh lần này đã gặp phải một đối thủ thực sự khó nuốt, anh bị hắn ta dùng tay vứt như con đẻ. Càng ngày sức chiến đấu của hắn ta càng hưng phấn, bị hắn ta đấm cho không thấy được mặt trời đâu. Li Hoan cũng đâu có phải dạng vừa, lột quần áo để lộ cơ thể hút xì ke của mình. Cuộc chiến nảy lửa lại diễn ra một lần nữa, anh vẫn phải chịu những chuỗi sát thương liên hoàn từ lão hổ Ma Tà Kình. Nhưng cuối cùng anh đã tìm được điểm yếu của đối thủ, anh quay người vòng ra phía sau của hắn ta, siết chặt cổ hắn, trận đánh diễn ra đến khi hắn ta mất hết sức lực và ngất tại chỗ. Xong xuôi mọi chuyện, giải cứu đại ca của mình thành công. Hai người lại có cơ hội tâm sự với nhau. Họ nhếch mép cười đùa. Lúc này lão hổ tỉnh lại, hắn ta nói những lời cuối cùng, cảnh cáo Li Hoan để không bị Sang Ha lừa, bởi chính hắn ta cũng từng rơi vào bẫy, mục đích cũng chỉ để hắn leo lên vị trí cao hơn. Nghe xong lời nói đó, Li Hoan dường như đã nhận ra điều gì đó, anh bắt đầu nghi ngờ, từ trước đến giờ không phải do may mắn mà anh được chọn, mà do đã nằm sẵn trong kế hoạch, anh tự hỏi, người đang là quân cờ trong ván cờ này rốt cuộc là ai. Trong cơn tức giận, anh trút hết cơn phẫn nộ lên lão hổ Ma Tà Kình, biến hắn ta thành con cá bống. Hai người quay lại công ty, mọi thứ dường như trở lại bình thường, kể cả chức vụ trước kia của Li Hoan cũng được khôi phục. Nhưng trước cơn bão biển thường sẽ lặng sóng vài ngày, suy nghĩ báo thù đã được thôi thúc, chỉ còn chờ thời cơ mà thôi. Ngày hôm đó khi công ty đang tiến hành họp nội bộ, giám đốc Sang Ha vì vấn đề liên quan đến sổ sách nên đã bị công tố viên bắt ngồi tù. Không ngờ người đứng sau dàn xếp tất cả việc này lại là chủ tịch của băng đảng. Trong lòng giám đốc Sang Ha lúc này cũng đã rõ ai là người đã hãm hại mình. May thay lúc đó, Li Hoan đã lấy được sổ ghi chép vi phạm của Sang Ha từ tay công tố viên. Vậy là có vật chứng để chứng minh chủ tịch đã âm mưu hại giám đốc vào tù, chân tướng càng ngày càng lộ rõ. Hóa ra từ bấy lâu nay, giám đốc, chủ tịch và lão hổ Kình, ba người đã cùng nhau cai quản băng đảng này. Nhưng sau đó chủ tịch vì lo lắng lão hổ Kình lâm le vị trí của mình, nên dưới sự giúp đỡ của Sang Ha đã tống lão hổ Kình vào tù. Sau đó ông ta tiếp tục chờ thời cơ đưa lão hổ Kình ra ngoài để hai người cắn xé lẫn nhau. Lúc này hai người ai thắng ai thua thì lão ta vẫn là người có lợi nhất. Chỉ cần một người chết và một người bị thương, sẽ tiêu diệt nốt người bị thương còn lại. Đúng là một kế hoạch hoàn mỹ. Nhưng lần này lão ta không biết rằng bản thân mình cũng bị nằm trong kế hoạch của người khác. Cái lưới vây cá của hắn to hơn, ắt sẽ có cái lưới khác vây luôn cái lưới của lão ta. Sau quãng thời gian giám đốc Sang Ha theo ông ta, anh đã từ lâu nhìn rõ bộ mặt thật của lão ta nên đã tạo một lớp lá chắn cho riêng mình. Khi mọi chuyện sắp ập đến, Sang Ha đã sắp xếp ổn thỏa một lá chắn. Không ai khác đó chính là người mà anh đã rèn giũa bấy lâu nay là Li Hoan. Thực ra ngay từ đầu trong việc này vẫn còn một bí ẩn chưa được bật mí. Hóa ra trước đây từ rất lâu, Sang Ha và Li Hoan đã biết nhau từ trước. Khi Li Hoan là một cậu bé, lão hổ Kình đã từng đưa một đám đàn em tới tang lễ của bố cậu để đòi nợ, bắt cậu giả nợ cho cha của cậu.
thậm chí còn đánh đập liên hồi. Nhưng Sang Ha lương thiện đã ra tay ngăn cản cuộc ẩu đả đó và xóa nợ giúp cậu. Từ đó hai người đã quen biết nhau. Lão Hổ Kình cũng biết rõ chuyện này, cho nên vào giây phút cuối cùng của cuộc đời mới nói ra những lời như vậy. Nhưng Ly Hoan chưa từng nghi ngờ ân nhân của mình. Mọi việc từ trước tới giờ đều là một màn kịch mà hai người đã diễn trước mặt người khác mà thôi. Mục đích cuối cùng là đến khi chủ tịch hãm hại Sang Ha, từ đó Ly Hoan có thể thuận lợi thăng chức, nhân cơ hội để thay đổi tình thế. Tất cả kế hoạch của hai người vạch ra đều từng bước thành công mỹ mãn. Anh Thế vào chức vụ của Sang Ha trước đây, khi anh đến nhà tù thăm Sang Ha, hai người bàn bạc kế hoạch tiếp theo và Sang Ha ngầm cảnh báo Hoan phải cẩn thận hơn. Ly Hoan từ lâu cũng đã biết rõ mình đang ở tình thế nào, cũng hiểu rõ trong bụng của lão chủ tịch sẵn sàng ra tay giết chính là bản thân mình. Vì vậy anh cố gắng tiếp cận nhân viên thân tín nhất của chủ tịch, trên thực tế là muốn tìm cách đi thu thập bằng chứng tội phạm của lão chủ tịch cáo giả. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, cuối cùng anh liên kết với một công tố viên đưa chủ tịch vào tù, đồng thời sửa lại bản án sai cho Sang Ha để được tự do. Nhưng chủ tịch hắn ta cũng mưu mô xảo quyệt, lão ta tập trung các thế lực còn sót lại bên ngoài nhà giam, tập trung lại để giết Ly Hoan. Khi ấy anh đang ở bến thuyền châm điếu thuốc không chút đề phòng. Bỗng một tên vô gia cư xin anh vài đồng tiền lẻ, hắn ta liền bất ngờ dùng dao thái đâm anh một phát đau sờ đớn. Anh dùng sức lực còn lại hạ gục được hắn ta, nhưng trong chớp mắt anh lại bị bao vây bởi một đám côn đồ. Không còn cách nào khác, để giữ mạng sống anh liều mình đáp trả lại đám cặn bã này. Nhưng vết thương càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, mà đối thủ thì càng ngày càng trở nên hung hăng, nên có lẽ cuộc chiến lần này anh không có một lối thoát. Trong tình thế nguy cấp, Sang Ha bỗng nhiên xuất hiện giúp đỡ anh, cuộc chiến diễn ra lại thảm khốc một lần nữa. Từng thằng côn đồ đều bị hai người hạ xuống một cách dễ dàng, nhưng do lực lượng quân địch quá đông, khí thế chiến đấu của bọn chúng cũng một sống hai mái. Sức lực của hai người đối đầu với bầy sói hoang thì có hạn, cho dù chiến đấu tiếp hay rút lui cũng không thể nào thoát khỏi lũ khát máu này. Hai người cũng đã kiệt sức, rất khó có thể lật ngược lại được tình thế, cho đến cuối cùng hai đại ca gần chết, đám đàn em mới tới để hỗ trợ, giúp họ đối đầu với đám du côn hung hãn kia. Sang Ha kéo theo Ly Hoan bay sang chiếc du thuyền đậu ở cảng bên cạnh, nhưng lũ chó săn này vẫn bám dai như đỉa đói. Một thằng bất ngờ đâm đại ca Sang Ha một phát xuyên phổi. Sau bao nhiêu khó khăn bọn họ đã giải quyết được đám người. Hai người ngồi trên thuyền đi ra giữa biển để thoát khỏi sự truy đuổi. Trên thuyền, Ly Hoan đưa cho đàn anh của mình một điếu thuốc hút dở. Vết thương của anh ta trở nên nặng hơn, người anh chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Ly Hoan anh nhìn về phía chân trời, mọi thứ sau này chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà bước tiếp. Cảnh quay này cũng đã kết thúc bộ phim ngày hôm nay mất rồi. Cảm ơn cả nhà. Hẹn gặp lại các bạn vào những bộ phim hay kế tiếp.